kính chào quý các bạn. Thật vui khi chúng ta được gặp nhau trong tin diễn biến của chặng 4 ARC 2019. Honda Racing Việt Nam bước vào chặng 4 của ARC 2019 tại trường đua Suzuka, Nhật Bản. Với tay đua mới, Nguyễn Đức Thành thay thế cho Lê Khánh Lộc bị chấn thương để cùng với Nguyễn Vũ Thành tham dự thể thức UB 150. Tại hạng mục AP 250, gã điên Ka Việt Nam tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của đội. Tuy vậy, kỳ vọng của đội Honda Racing Việt Nam đã bị dội một gáo nước lạnh. Ngay ở ngày luyện tập tự do, khi may mắn đã quen mặt với gã điền cao Việt Nam. Ở khúc cuối, tay đua của đội Idemitsu Honda Racing Ấn Độ đã có một pha xử lý lỗi ngay trước đầu xe của cao Việt Nam, khiến anh phải giả phanh ở khúc cua gấp để tránh va chạm. Việc này đã khiến bánh sau của chiếc Honda CBR 250RR bị khóa và hất ngược lên. Sau cú ngã, cao Việt Nam bất tỉnh và phải nhờ đến sự trợ giúp y tế. Qua đó, vận động viên cao Việt Nam mang số 65 không tham dự thi đấu tại chặng 4 này. Còn bây giờ, mời các bạn quay lại với diễn biến nội dung của UB 150. Ở bước xuất phát của ngày thi đấu đầu tiên, Nguyễn Vũ Thành đã có một cú đề pà tốt nhất mùa giải ARC 2019. Anh mau chóng lao lên, bám tốt. Trong khi đó, Nguyễn Đức Thành dường như thiếu kinh nghiệm thi đấu với xe đua UB 150. Anh đề pà bị lỗi và bị bỏ lại. Tuy vậy, Đức Thành mau chóng cho thấy vì sao anh được gọi lên đội 1. Qua vòng đua đầu tiên, anh đã đuổi kịp Nguyễn Vũ Thành và duy trì ở tốc độ khá tốt. Tuy vậy, tiến tới khúc cua số 8 của vòng đua thứ 3, tay đua ma số 193 có một cú đổ người vào cua ngay trước đầu xe của Vũ Thành, khiến tay đua này bị khóa đầu và để tránh va chạm, anh đã chủ động để trượt ngã. Sau khi đã không còn Nguyễn Vũ Thành, thì Nguyễn Đức Thành thi đấu càng long ngóng hơn. Chung cuộc, tay đua Nguyễn Đức Thành cán đích ở vị trí 20 trên 30 tay đua. Lần này là lần đầu tiên em tham dự giải ARC châu Á tầm cỡ quốc tế như vậy. Em được học hỏi rất là nhiều kinh nghiệm. Trước khi em qua đây thi đấu thì em có qua anh Lộc, thăm anh Lộc và anh ấy cũng đã truyền đạt lại những kinh nghiệm trên giải đấu quốc tế này cho em. Tiếp theo, bước sang thi đấu ngày thứ hai, thời tiết tại Suzuka có mưa lớn. Điều này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho nội dung UB 150, đặc biệt với những tay đua mới như Nguyễn Đức Thành. Rút kinh nghiệm tại ngày thi đấu đầu tiên, Nguyễn Đức Thành đã có một cú đề pà cực tốt, qua đó giúp anh vượt lên hai tay đua của SCK Racing Team Malaysia ngay sau cua thứ nhất với tốc độ cực tốt. Đến khúc cua thứ hai ngay sau đó, Đức Thành nghiêng thấp người vào cua nhằm tận dụng lợi thế tốc độ. Tuy vậy, do mặt đường quá trơn trượt nên khi Nguyễn Đức Thành nghiêng người quá nhiều đã khiến cho chiếc xe bị trượt và văng. Cú trượt ngã khiến tay lái của xe bị hỏng và Đức Thành phải rời cuộc đua trong tiếc nuối tột cùng. Ở những cuộc đua dưới trời mưa, tốc độ không phải là yếu tố quyết định lớn nhất, vấn đề là ai sống lâu hơn. Sau khi có nhiều tay đua bị trượt ngã, Nguyễn Vũ Thành chủ động duy trì tốc độ và thi đấu an toàn tối đa có thể. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với tay đua mang số 99 này. Mặc dù là người cuối cùng hoàn thành đủ 5 vòng đua, nhưng với việc có 14 tay đua trượt ngã trước đó đã khiến Nguyễn Vũ Thành cán đích ở vị trí thứ 15, qua đó giúp đội giành được điểm số đầu tiên tại hạng mục UB 150 trong mùa giải ARC 2019. Ở cái game 1 thì tôi thật sự bị tâm lý và bị áp lực rất là nhiều vì tôi không qualify được vì xe tôi có một chút vấn đề. Khi tôi bắt đầu được vài vòng đua và tôi đã không may gặp sự cố nên kết thúc cuộc đua thứ nhất trong tiếc nuối. Ở game 2, đội đua của tôi và tôi đã nhìn nhận thời tiết đã thay đổi rất là nhanh và là mưa thật là lớn và đội đã họp lại nói với tôi là không được té ngã tại vì những tay đua khác sẽ tranh chấp và có những tay đua khác sẽ bị mắc sai lầm. Và cuối cùng, chặng 4 ARC 2019 đã khép lại với những tiếc nuối và những sự thất vọng cho Honda Racing Việt Nam. Tuy vậy, điểm số đầu tiên mà Nguyễn Vũ Thành mang về cho đội cũng là một niềm động viên lớn cho chặng đường phía trước. Hy vọng ở chặng năm sắp tới, đội đua duy nhất đến từ Việt Nam sẽ tạo được những bất ngờ lớn. Quý vị và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của AutoEli để theo dõi những vòng đua tiếp theo của ARC 2019. Xin chào và hẹn gặp lại!